Đấy. À không biết là cái món cá biển này nó hợp với riêng mẻ không, nhưng mà mình nghĩ là sẽ ngon hơn. Mình định nướng muối ớt nhưng mà không, hôm nay mình quyết định nướng riêng mẻ. Đấy, trứng nó đây. Trứng này thì ăn ngon. Anh nhét nhét riêng vào mồm đấy. Không cần, ý trứng đấy. Nữa ăn riêng á, riêng mẻ nó giòn lên nó khộp khộp. Nó như kiểu là ô mai me đấy. Đây gọi là ô mai riêng. Đắp vào cái này, ăn xuống lắm. Lần trước mấy lần anh em mình làm món cá chê các thứ này. Ước cái này chỉ thích ăn cái riêng mẻ này thôi. Ngon. Đắp càng nhiều càng phê. Anh ơi, cho nó trong trong lên này này. Bây giờ để đây cho nó ngấm đã. À, mình sẽ để đi lấy than đã. Là lau khô con cá này đi để bắt tiến hành làm gỏi nhé mọi người nhé. Em ngon chưa, ngon chưa? Ok mọi người, quá ok luôn nhá. Hai em ngon chưa, ngon chưa? Nào cho tất riêng đi. Riêng ở đây gọi là ô mai đấy. Ô mai riêng. Ô mai gót. Rồi. Ok. Sau khi làm khô con cá này nhá, anh em mình sẽ tiến hành làm gỏi. Con này thì chưa mổ miếc gì cả. Trong lúc đợi cả món cá nướng nữa. Mình nghĩ là con cá này làm gỏi sẽ ngon đấy. Con định nghĩ ngon không? Em nghĩ là nó chắc thịt đấy. Nó không như cái con ăn cho vào nó tan tan chứ. Đấy, mình sẽ khứa xong rồi sẽ sẽ kia nhá, sẽ anh không cắt khúc phát cho người khựa. Mình khựa xong rồi cắt khúc sau. À, khựa xong rồi xẻo sau. Được. Thử xem nào. Tầm này một miếng to quá không nhỉ? Không, ăn thế nó mới đã cái làm mỏ. Mình cứ phải làm mỏng mỏng tí. Đây mà gặp cả con thì khả năng đấy lại nhỉ, nhưng mà người ta ăn sashimi lấy cái đũa. Mỏng dính nè, giống quả gái, nó chín mất rồi. Mình để một tí là nhưng mà nó lâu chín nhưng mà ăn nó sướng nhỉ. To ăn chật chật. Thế là mà kết hợp theo phong cách gỏi cá Ba Vì nữa nha mọi người nhá, sẽ có thêm các loại rau chống tỉa của Ba Vì và nước sốt thần thánh tâm hào. Thần thánh của Ba Vì, nước sốt gỏi cá. Đó. Nghe cũng nhìn cũng ra gì đấy anh ạ. Anh ơi, nhưng mà em thấy anh cắt chả thấy giống trông tây tí nào cả. Người ta thiệt lẹt, người ta sắt trong người ta thiệt lẹt ra nhìn nó đều lắm. Trời ơi. Mình là người Việt Nam mà. Nhưng mà nhìn thịt nó khô, nhìn xuống nhỉ. Đấy, nhìn nào, xuống ấy. Đặt thịt ra đây đi. Đó. Đấy, xếp ạ. Có phải để lên đá không? Không, điên à? Ui, nó có vẻ dài đấy. Anh lăn luôn thử miếng em à? Điên à? Chưa. Tanh, nó vẫn còn tanh. Thì nó phải bắt chanh rồi còn nước sốt, còn rau riếc nữa. Không phải muốn lại tỉa à? Hả? Ui dồi. Hãy thử miếng xem. Không. Nếu mà đây là cái con cá, ví dụ như cá rô phi hay là cá nước ngọt ấy, thì em thử ngay. Nhưng mà em gọi là không quen vùng biển. Con dao củi quá mọi người ạ. Hôm nào mình phải thử. Ai biết ở đâu có dao sắc không, thử cho anh em mình con. Thử là mua hộ ấy. mua giúp. Đây nha mọi người nhá. Toàn bộ đây là hai em cá dưa nướng riêng mẻ nhá. Hai em này là song kiếm hợp bích. Hai em này song kiếm hợp bích này, một đao một kiếm này. Còn đây là cái món cá sống nhá, gỏi cá dưa nhá mọi người nhá. Mình sẽ ăn theo kiểu là rau rất của anh em mình ăn gỏi cá chống đỉa các loại rau này. Cá thì khác một cái là anh em mình không ướp thính mà anh em mình để nguyên cá như thế này nhá, xong thì dùng nước chanh nhá. Con cá này đấy, khô mà chặt đấy nhỉ. Và cái đây là nước bổi hay ăn gỏi cá của anh em mình nhá. Bác để thử món nào trước, thử xem nào. Món gỏi thôi. Em lấy món gỏi bắt mắt đấy. Ok đấy, anh em mình cũng thích ăn gỏi cơ. Thôi này. Nhưng mà em ăn cho mọi người xem nhá. Chọn miếng ngon nhất. Đấy, cho xương rốt thế. Kệ, xương ăn mới to, mới ngon. Đằng nào chẳng phải nhá. À thôi, ăn một miếng thôi nhá. Cái này nó rau à? Rau. Mày không nhúng chanh à?
Không. Làm luôn. Chanh. Cho nhiều nhiều dầu. Phòng chống vừa gia vị ngon, vừa chống đi hiểu. Đây. Đây là nước bổi. Nước bổi chua này, không nước phải là chua đấy. Không nhìn này không ngấy đâu, nó chua lắm. Trời. Ăn nó phải san mà. Không biết có bỏ. Mời tất cả mọi người nhá, ăn cá gỏi của mình nhá. Thế nào? Bỏng không? Bỏng thì ngon, nó bổ hóa. Chua. Ngon không? Chưa. Thịt này sao chọt anh ạ? Thịt cá thế nào? Như cá lắm. Dai dai. Xương không? Mềm, ngon. Có mấy chưa không cái gì? Ok, mình sẽ vào thử xem nào. Mình cũng thèm rất dãi rồi mọi người. Wow, mình cũng thử miếng gỏi xem nhá, mình cũng thèm lắm rồi. Tại vì không cần nhúng nước chanh à? Còn nhúng. Thôi không phải nhúng. Đây. Đây nhá. Đây là phần thịt sống lưng của con cá dưa nhá. Thằng nào ở trong đấy bảo là đặc sản cái này mà ăn gỏi thì ngon. Anh em mình kết hợp với lại anh em mình kết hợp với lại nước bổi và rau của gỏi cá ba vỉ mọi người ạ. Ăn là phải chan vào này mọi người ạ. Đó, chan nó sẽ như thế này nhá. Một bát gỏi nó sẽ như thế này. Ai mà đến hôm nào phải đến anh em mình chơi nhá. Làm một gỏi này nhá, ăn gọi là nghiêm nghiêm. Nghiện đấy. Cá dưa này ăn gỏi nó dai dai này, cũng thật thật này, mỗi tội là hơi lắm xương răm một chút, bùi béo, ngon mọi người ạ. Ngon. Thật ra là cá chuyển lên đến anh em mình là nó đã chết mất rồi, chứ không làm sống là khả năng mình nghĩ là ngon mọi người ạ. Ok đấy, món này ok. Ok thì cũng phải làm mình nữa đã. Úi. Ăn nhông là mềm. Đây đây. Và hết cái nước mới là rau này. Rau đi ngon. Đấy. Nước bổi này sẽ tạo một cái vị bùi, vị béo. Nước bổi này mình nấu bằng tương bần này, mẻ này và chặt cái khúc cá dưa ấy, băm nhỏ ra cộng với lòng cá nhá mọi người nhá. Rất là tuyệt vời. Em phải trùng cá luôn. Em ăn mẻ, ăn với rau nha. Mỗi đội hơi lắm xương. Ăn từng miếng cá với rau à? Bẹt lá này ra. Con cá này mình kết bội trứng đấy. Đây. Trứng nó nhiều chưa rồi. Đấy, đây. Đấy. Đây là nguyên trứng cộng với riềng mẻ. Cho một ít thịt vào. Ăn cũng gọi nha. Là đấy, trứng rất là nhiều yeah. Nhưng mà con cá này nó hay lắm xương anh nhỉ. Ừ. Cá nó cực kỳ làm xương á. Làm xương răm lắm mọi người ạ. Gỗ xương thì đã ăn theo nó. Đã mồm. Ăn sống thì không thấy xương lắm nhưng mà nướng xương răm rất là nhiều. Ừ, làm xương lắm. Cái này mà ai không biết ăn hay hóc ấy. Thử đi. Em là em gọi là cứ ăn cả đi. Mình sẽ thử một miếng xem nào. Đây, cuốn lại. Mời mọi người nhá. Hầu hết là vẫn ngon. Ok. Hầu hết là khi ăn cá gỏi rồi. Trứng nó ăn trứng. Trứng ăn trứng á? Bạn chưa ăn thử trứng. Trứng mềm, căng 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 nha. Nổ khất ngon. Miếng trứng ra đây nhá. Wow. Trứng nó cực kỳ béo rồi ạ. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Ăn nó nổ khộp khộp anh ơi. Ngon. Không, đếm đếm. Cái này mà kết hợp với cái này nữa thì. Đấy. Bỏ bớt một bộ đây. Trứng tao là nấu nhỉ. Cho thẳng vào cái nước này. Ui à. Giờ. Đấy, chuẩn đấy. Mình kết với cái món này nướng riêng mẻ là tại vì sao này mọi người này. Này, đây là những cái riêng mẻ nha. Nướng xém này. Ăn nha. Như ô mai. Ô mai tuổi gì. Ô mai gọi là phá sản luôn. Cái này ngon. Chua chua. Riêng riêng ngon ngon. Tuyệt vời quá. Riêng món cá sống á, để mà nói mà thêm một chút
chút thính gạo rang ấy, xay ra rắc vào đây ấy, thì nó bùi béo nữa. Nhưng mà hôm nay anh em mình muốn ăn theo kiểu đúng như ở trong trong Thanh Hóa, trong miền trong ăn là để nguyên. Con miếng này là nguyên trứng này. Trứng nó bùi béo. Nguyên trứng. Sợ. Mà chưa. Con này. Ngon, đặc sản đấy. Con cá này hôm trước mình có ăn cá trình biển đấy. Thì con cá này nó cũng chắc cũng thuộc họ cá trình hay sao, nó dài dài. Nhưng mà con này, em theo em thì con này nó đẳng cấp hơn nhiều anh nhỉ. Con này ăn ngon hơn, ngon mình hơn. Thấy ngon hơn. Kể cả nướng nhá. Con này nha, em nhìn thân hình body của con này nha. Em thích làm món gọi là kho cơ. Nhưng mà mỗi tội nó làm xương thật đấy. Xương giảm đây này. Quá nhiều xương. Mình phải nhai thật kỹ. Đây, cái phần ngon nhất đây này. Đây này. Thấy chưa? À, thấy chưa? Nuôi à. Đó, sẽ bể cái phần ngon nhất này. Khá là dài. Đó. Đây là phần ngon nhất nhá. Nhưng mà lắm xương nhất, xương răm. Không hiểu cái cá này cái kiểu gì mà xương răm đến tận đuôi luôn này. Quá nhiều xương răm luôn. Đấy. Nhưng mà mình nướng giòn rồi. Xương răm. Mình nướng giòn rồi thế nên là có khả năng ăn được cả xương. Đây. Cái món này mà rán giòn là đỉnh cao đấy nhỉ. Ngon mọi người ạ. Cá dưa rất là ngon nhá. Một số ở trong Thanh Hóa gửi cho mình thì gọi là cá dưa. Ở miền trong thì gọi là cá gì? Lạc à? Lạc. Mình cũng không rõ lắm. Ấy, khách không mời. Không được. Mà nó cứ gọi là thấy cái hải sản này gọi là mu vào ấy. Nhưng mà mình vẫn thích nhất là cái món gỏi. Em ghét xương. Món gỏi này ăn được cả xương mọi người ạ. Ăn xương nó không bị đấy nhá. Tất cả các loại cá biển hầu hết mình thấy rất là tanh, nhưng mà riêng con cá dưa này nhá. Cái nhớt nó không có nhiều, mặc dù là động vật da trơn lại nhớt không có nhiều, mình chỉ làm qua cái mà đã thấy nó hết nhớt rồi. Mà khi khi mổ ra nó không có vị tanh như kiểu hôm con cá trình to to mình thịt đấy. Hôm đấy mình phải đến hôm sau mình tắm lần thứ hai thì vẫn thấy tanh. Này, mình thích ăn da. Thứ nhất là không phải hứa xương. Hai là hứa giòn. Ngon, da ngon. Dai dai giòn giòn. Tắm hết rồi. À, cái con này mà không có xương thì nó 10 điểm mọi người ạ. Nó mới món dưa mẻ này rất dở mà. Tuyệt vời quá. Đúng rồi. Nam ở đây ta ăn trồng ăn cái rau xà lách tím nhỉ. Ông toàn phá học ăn. Đột biến đấy. Nhưng mà rau sạch hả? Rau tiếp tục. Mày. Ngon mọi người, tuyệt vời lắm. Nếu mà ai là tín đồ của gọi nên thử một lần ăn gỏi cá dưa. Gỏi cá dưa, gỏi cá mè, gỏi cá rô phi. Và mình biết là mỗi nơi có một cái hình thức làm gỏi khác nhau. Và mỗi người họ sẽ ăn theo một kiểu khác nhau. Và mình đang tính là sau này sẽ đi thử ăn gỏi dọc miền đất nước xem là các món gỏi sẽ so với gỏi của anh em mình như thế nào nhá. Và anh em mình thì anh em mình ăn quen rồi, khá là ok. Ngày trước á, ít chỗ người ta dám ăn gỏi lắm anh nhỉ. Bây giờ những cái món tươi sống này phổ biến hết rồi. Gỏi này á, nhiều lắm trên TikTok em xem người ta ăn nhiều lắm. Nhưng không biết có ăn ngon như mình không ấy. Tuyệt vời luôn. Làm cái kỳ công mà ngon mọi người. Cá này thì ở trong Thanh Hóa có gửi ra cho anh em mình một loại cá này là với cái cá gì không nọ này, cá khoai. Cá khoai thì mình không biết là do mình không biết nấu hay là như thế nào mà nó tanh lắm, nó tanh kê rồi, kinh điển. Giờ ăn con cá này thì lại thấy nó ngon. Nói chung là kiểu anh đây có anh em comment anh bảo là anh có cái combo nào dày mà vừa rẻ vừa chất lượng lại còn vừa nhiều không? Vừa rẻ vừa chất lượng nhiều hơn.
có cái bít vệ bảo anh đi ra chợ Đồng Xuân mà mua rẻ nhiều nhưng mà chưa chắc đã chất lượng. Đấy là người ta nói thế thôi, còn mình hôm nay sẽ đưa ra cho mọi người một combo vừa rẻ vừa nhiều vừa chất lượng, bao gồm 3 sản phẩm nha mọi người nhá. Đó là một đôi giày Việt Nam xuất khẩu, 2 thắt lưng da, và không thể thiếu đó là một nước hoa Chanel. Đây, giới thiệu cho mọi người từng sản phẩm. Một đôi giày Việt Nam xuất khẩu. Giày mọi người chọn đôi nào cũng được. Đẹp từng chi tiết. Có mã từ T1 đến T15. Anh em mình rất nhiều giày. Mọi người sau khi lựa chọn sản phẩm từ T1 đến T15 thì sẽ lựa chọn tiếp theo đó là hai thắt lưng da hiện đang hot nhất thị trường, một mặt xoay và một mặt truyền thống nha mọi người nhá. Đó, đẹp từng chi tiết, không thể thiếu một nước hoa Chanel nha mọi người nhá, một nước hoa Chanel. Sao mà mùi thế nhỉ? Thơm. Combo 3 sản phẩm đó là một giày Việt Nam xuất khẩu, 2 thắt lưng và một nước hoa. Chỉ có giá 300k. Em nghĩ nên bán 290k. 270k là hợp lý ạ. Ok luôn, 270k. Nếu mọi người mua lẻ một đôi giày Việt Nam xuất khẩu có mã từ T1 đến T15 nha mọi người nhá. Một đôi giày Việt Nam xuất khẩu thì mua lẻ đang có giá, anh em mình đang để bán là 150k. Hai thắt lưng 100k nữa là 250k rồi. Một nước hoa 100k nữa là 350k. Nhưng riêng combo ngày hôm nay vừa rẻ này, vừa nhiều này, vừa chất lượng, chỉ có giá 270k nha mọi người nhá. Cực kỳ ok. Giày Việt Nam xuất khẩu, đây là do Tắc Điên ở Trung Quốc anh em mình lấy về, hàng quay đầu, giá cực kỳ mềm với mọi người. Nhớ, vừa rẻ, vừa nhiều, vừa chất. Chất.